Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, chúng tôi sẽ thực hiện một chuyến bay trên dòng sông Sài Gòn. Mục đích của video này là đưa quý vị và các bạn đi khám phá, đi du lịch trên dòng sông này. Chúng ta sẽ được biết dòng sông này bắt nguồn từ đâu, đi qua những đâu và kết thúc tại đâu. Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Ready. Nice view. Weather is good. Chúng ta đang bay ở độ cao 1.800m so với mực nước biển, tiến về huyện Cần Giờ. Phía trước của chúng ta là bãi biển Cần Giờ. Chúng ta đang bay theo hướng Đông Nam, Tây Bắc. Tốc độ bay 900 km/h. Huyện Cần Giờ được xem như là một huyện đảo của thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km về hướng Đông Nam. Huyện Cần Giờ được gọi là huyện đảo bởi vì đây là một cái huyện duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh được bao bọc bởi những cái dòng sông, sông Xoài Rạp, sông Lòng Tàu, sông Đồng Tranh, sông Thị Vải đó. Và chúng ta có thể thấy rằng huyện Cần Giờ có một cái hệ thống sông ngòi rất là dày đặc và ở đây có một cái hệ thống rừng ngập mặn rất là lớn. Và cái hệ thống rừng ngập mặn này được gọi là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh và đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Trong thời gian tới, nếu có thời gian, chúng tôi sẽ làm riêng một video để bay ở trên kia huyện Cần Giờ này cho quý vị và các bạn xem cái vẻ đẹp của những cái dòng sông ở đây. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thật là kỹ về cái rừng ngập mặn ở huyện Cần Giờ. Còn trong video này thì chúng tôi chỉ bay qua huyện Cần Giờ để chúng ta tiến về cái dòng sông Sài Gòn. Phía bên tay trái của chúng ta chính là dòng sông Xoài Rạp Nhà Bè đó. Và phía dưới của chúng ta là sông Lòng Tàu. Huyện Cần Giờ thì có một hệ thống sông ngòi rất là dày đặc, rất là đẹp mắt á. Phía bên tay trái của chúng ta, cái đường chỉ màu xanh nước biển đó chính là sông Xoài Rạp Nhà Bè đó quý vị. Còn phía bên tay phải của chúng ta là sông Lòng Tàu. Ở khu vực này, sông Lòng Tàu chính là ranh giới giữa huyện Cần Giờ và tỉnh Đồng Nai. Bên tay phải của chúng ta là sông Lòng Tàu, phía trước là bến phà Bình Khánh. Bên tay trái của chúng ta là huyện Nhà Bè đó quý vị. Bây giờ chúng ta tới cái cửa sông Sài Gòn hợp nhất với sông Đồng Nai. Ở đoạn này người ta gọi là sông Nhà Bè hoặc là sông Sài Rạp. Chúng ta đang tiến về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước của chúng ta là cầu Phú Mỹ. Cầu này thì kết nối giữa quận 2 và thành phố Thủ Đức. Phía dưới là hệ thống cảng Sài Gòn. Có cả cảng Bến Nghé này. Cảng Sài Gòn là một hệ thống rất là nhiều cảng nhỏ hợp lại với nhau thành cảng Sài Gòn. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây một chút xíu để chúng ta quan sát. Phía trước là cầu Thủ Thiêm và ở phía dưới là một cái khu đất vàng Thủ Thiêm đó quý vị. Bên kia là hầm Thủ Thiêm, cạnh hầm Thủ Thiêm chính là bến Nhà Rồng và cầu Ba Son. Bên kia nữa là tòa Bitexco và cái Dinh Độc Lập cũng nằm rất là gần với cả cái sông Sài Gòn đó. Đây là hệ thống cảng Sài Gòn này quý vị. Có thể nói cái khu vực này sông Sài Gòn chính là cái biểu tượng cái sự thịnh vượng của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những cái tòa nhà cao ốc đều nằm ở khu vực xung quanh sông Sài Gòn ở cái khu vực hầm Thủ Thiêm này đó. Bên tay trái của chúng ta là cầu Thủ Thiêm, trước mặt chúng ta là tòa Landmark 81 và cầu Sài Gòn đó quý vị. Chúng ta bay qua cầu khu vực của cầu Sài Gòn, chúng ta tiếp cận với bán đảo Thanh Đa và cầu Thanh Đa. Phía trước của chúng ta là cầu Bình Triệu và cầu Bình Lợi nối với đường Phạm Văn Đồng. Đây là khu đô thị Quảng Phúc được bao bọc bởi con sông uốn lượn quanh co. Tiếp theo là cầu Bình Phước nằm trên quốc lộ 1A. Đây là cửa ngõ phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Cái đường chỉ màu vàng chính là ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Và kể từ đây thì dòng sông Sài Gòn chính là ranh giới tự nhiên giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Chúng ta đang bay trên địa phận của huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phía trước là cầu Phú Long nối giữa Thuận An, Bình Dương với quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang bay vào địa phận của huyện Hóc Môn. Dòng sông Sài Gòn thì có chiều dài khoảng 250 km. Và ở khu vực này thì dòng sông có độ rộng trung bình khoảng 200 m.
Và ở khu vực này thì dòng sông Sài Gòn cũng chính là ranh giới tự nhiên giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Phía bên tay trái của chúng ta là địa phận huyện Củ Chi và bên tay phải của chúng ta chính là thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương. Nơi cái dòng sông Sài Gòn này chảy qua thì gần như địa hình là đồng bằng nên cái dòng chảy nó cũng không quá xiết so với khu vực sông ngòi phía Bắc. Ngoài ra sông Sài Gòn này còn là ranh giới giữa các tỉnh như là Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên tay phải chúng ta là thị xã Bến Cát của tỉnh Bình Dương và phía bên tay trái vẫn là huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên trái trước mặt chúng ta là đường tỉnh lộ 15 và chúng ta sắp đến một cái địa điểm rất là nổi tiếng. Đó là địa đạo Củ Chi. Và phía trước của chúng ta là hệ thống địa đạo Củ Chi. Đây là địa đạo Bến Đình, Củ Chi, một cái điểm nằm sát với bên sông Sài Gòn. Hệ thống địa đạo Củ Chi thì như quý vị cũng có thể thấy đó, nó nằm ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và nằm ở bên cạnh sông Sài Gòn luôn. Phía bên tay phải của chúng ta vẫn là tỉnh Bình Dương. Địa đạo Củ Chi này là một hệ thống đường hầm khá là phức tạp, được xây dựng vào những năm chiến tranh Đông Dương và phát triển nhất, nổi tiếng nhất là vào kháng chiến chống Mỹ. Và ở trong video này thì chúng tôi chỉ bay qua và ở những video tiếp theo chúng tôi sẽ dành thời gian để làm một tập nói rõ hơn về địa đạo Củ Chi. Phía bên tay phải của chúng ta là huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và phía trước của chúng ta là địa điểm chính, cái khu vực chính của địa đạo Củ Chi. Và cái hình tam giác màu đỏ phía trước là giáp ranh giữa Tây Ninh, Bình Dương và Hồ Chí Minh. Đây là huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên kia là huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và bên này là huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Và kể từ đây thì dòng sông Sài Gòn là ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh. Chúng ta bay trên địa phận tỉnh Tây Ninh. Chúng ta đã bay ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh rồi đó quý vị. Chúng ta đã bay ra khỏi địa phận của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Phía bên phải của dòng sông là huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương và phía bên tay trái là tỉnh Tây Ninh. Quý vị cũng có thể thấy rằng á, cái dòng sông Sài Gòn chủ yếu chảy qua những cái địa phận, những cái địa bàn có địa hình đồng bằng rất là thấp, cho nên là dòng sông chảy rất là êm đềm. Chính vì chảy qua địa hình đồng bằng cho nên là dòng sông sẽ rất là quanh co, cái dòng chảy không thể dứt khoát được đó quý vị. Và trên cái dòng sông Sài Gòn thì không hề có một cái nhà máy thủy điện nào được xây dựng đó, bởi vì cái độ chênh lệch về thế năng ở trên cái dòng sông này là không cao, chính vì vậy là không có cái tiềm năng, không có cái thế năng về thủy điện. Phía trước của chúng ta là hồ Dầu Tiếng đó quý vị. Hồ Dầu Tiếng này nằm trên địa phận của ba tỉnh là Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Đây là cái hồ thủy lợi nhân tạo lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. Cái tổng diện tích mặt hồ quý vị thấy đó là 270 km², chứa được với dung tích là khoảng 1,58 tỷ mét khối nước để phục vụ cho hơn 100.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh như là Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và một phần của Long An. Chúng ta đang bay trên cái hồ Dầu Tiếng rồi đó quý vị. Và cái hồ Dầu Tiếng này nằm trên địa phận của ba tỉnh. Cái đường màu xanh mà quý vị nhìn thấy chính là cái dòng sông Sài Gòn ngày xưa. Và sau khi cái hồ Dầu Tiếng được hình thành thì cái dòng chảy của sông Sài Gòn qua khu vực này đã bị che đi, đã bị chìm xuống dưới rồi đó. Và cái đường chỉ màu vàng là ranh giới giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Dương ở tại khu vực này. Và cái đường chỉ màu vàng cũng nằm trùng với cái dòng sông luôn đó. Cái hồ Dầu Tiếng này cũng có rất là nhiều điều thú vị mà chúng ta sẽ được khám phá trong một video trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ làm riêng một cái video riêng về cái hồ Dầu Tiếng. Chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về hồ Dầu Tiếng. Và chúng ta đang tiến tới một cái vị trí giáp ranh giữa ba tỉnh
đó là Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương. Cái tam giác màu đỏ chính là điểm giáp ranh, và cái đường chỉ màu vàng chính là ranh giới giữa các địa phương đó. Ở phía bên tay trái chính là huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, phía trước mặt là chính là huyện Hớn Quản, Bình Phước, và phía đằng sau chính là huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Sở dĩ cái hồ này có tên là Dầu Tiếng bởi vì là tôi nghĩ đây là lấy theo tên của cái huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Và theo như chúng tôi tìm hiểu thì cái khu vực hồ Dầu Tiếng chính là thượng nguồn của dòng sông Sài Gòn. Ở tại khu vực này dòng sông có chiều rộng rất là hẹp rồi. Độ rộng trung bình của dòng sông ở đây là 20 cho đến 30 mét và dòng chảy rất là quanh co, rất là nhẹ nhàng. Địa hình ở đây thì cũng không hẳn là đồng bằng, và địa hình ở đây có một số cái ngọn đồi khá là thấp. Và phía bên tay trái của chúng ta, phía bên tay trái của dòng sông là địa phận của tỉnh Tây Ninh, và bên tay phải vẫn là địa phận của tỉnh Bình Phước. Cái đường chỉ màu vàng phía trước mặt của chúng ta đó là đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Cái tam giác màu đỏ này chính là giáp ranh giữa Campuchia, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh. Rồi, chúng ta bay qua cái đường chỉ màu vàng chính là bay qua biên giới. Chúng ta đang bay vào địa phận của lãnh thổ của Campuchia này quý vị. Chúng tôi sẽ quay trở lại cái hồ Dầu Tiếng để giới thiệu sơ lược một cách tổng quan về hồ Dầu Tiếng và cho quý vị xem. Bây giờ chúng tôi sẽ bay một vòng hồ Dầu Tiếng để cho quý vị cùng ngắm cảnh đẹp của hồ Dầu Tiếng. Hồ Dầu Tiếng này thì được xây dựng vào ngày 29 tháng 4 năm 1981. Theo tôi quan sát thì địa hình ở nơi đây, cái vùng biên giới giữa Campuchia và tỉnh Tây Ninh thì chủ yếu là rừng. Và cái hồ Dầu Tiếng này thì được xây dựng vào ngày 29 tháng 4 năm 1981. Hiện nay thì trên mặt hồ có hơn khoảng 50 loài cá sinh sống trong này. Trong đó thì có khoảng là 10 loài cá có giá trị về kinh tế như là cá lóc, cá thác lát, cá lăng hay là cá cơm. Trong phạm vi của video này chúng tôi không tìm hiểu nhiều về thông tin và dữ liệu của hồ Dầu Tiếng. Chúng tôi chỉ bay qua để quý vị có thể nhìn tổng quan và ngắm cảnh trên cái hồ Dầu Tiếng thôi. Trong thời gian tới, nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ làm một cái video rất là chi tiết cụ thể về hồ Dầu Tiếng. Phía dưới của chúng ta là một hệ thống trang trại năng lượng mặt trời. Như quý vị nhìn thấy đó, đây chính là những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Cái trang trại này nằm ở bên cạnh hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh và có diện tích khoảng 504 hecta và cho ra công suất khoảng 420 MW. Với cái công suất này thì nó tương đương khoảng 2 tổ máy của nhà máy thủy điện Hòa Bình đó quý vị. 420 MW thì cũng rất là lớn đó. Chúng ta đang bay về cái đỉnh núi rất là nổi tiếng đối với vị, đó là cái đỉnh núi Bà Đen. Thì ngọn núi này cao khoảng 986 m. Trên đỉnh thì có một cái ngôi chùa rất nổi tiếng, đó là chùa Bà Đen, mà hàng năm thì rất là nhiều du khách đến đây để hành hương, để thăm viếng tượng Phật. Ở đây trên này có một cái tượng Phật rất là nổi tiếng nữa. Và để lên cái đỉnh núi Bà Đen này thì có một hệ thống cáp treo, gọi là cáp treo Bà Đen đó. Cái đỉnh núi Bà Đen này thuộc tỉnh Tây Ninh nha quý vị. Nằm ở tỉnh Tây Ninh gần với biên giới của Việt Nam và Campuchia.
Chúng tôi sẽ quay đầu lại một lần nữa để quý vị có thể nhìn rõ hơn về cái núi Bà Đen. Nếu quý vị nào có dịp về du lịch hay là chơi ở tỉnh Tây Ninh đó, thì quý vị có thể đến đỉnh Bà Đen để tham quan du lịch. Và bên cạnh đó là cái hồ Dầu Tiếng rất là nổi tiếng. Và nếu quý vị có đứng trên đỉnh núi Bà Đen á, vào những ngày đẹp trời thì quý vị có thể thấy toàn cảnh cái hồ Dầu Tiếng ở phía trước mặt. Bởi vì tỉnh Tây Ninh là một tỉnh ở biên giới, tuy nhiên địa hình ở đây cũng khá là bằng phẳng, chỉ có những cái ngọn đồi nho nhỏ thôi. Và sau đây chúng tôi sẽ quay lại một lần nữa trên cái hồ Dầu Tiếng để quý vị có thể nhìn rõ hơn về cái bố cục, về cái hình dạng của cái hồ này. Phía dưới của chúng ta là trang trại năng lượng mặt trời đó quý vị. Đây là những tấm pin năng lượng mặt trời. Trong thời gian gần đây thì Việt Nam mình cũng có đầu tư rất là nhiều cái hệ thống trang trại năng lượng pin năng lượng mặt trời. Tuy Việt Nam có tiềm năng rất là lớn về năng lượng mặt trời, nhưng hiện tại thì cái phần trăm, cái tỷ lệ, tỷ trọng của năng lượng mặt trời cung cấp cho hệ thống điện quốc gia vẫn còn rất là ít. Chúng ta quay trở lại hồ Dầu Tiếng một lần nữa cho quý vị xem. Thì đây là một cái địa điểm rất là nổi tiếng, có rất là nhiều bãi đất trống để dành cho các bạn trẻ thể đến đây du lịch vào cuối tuần hoặc là cắm trại qua đêm. Theo các chuyên gia nhận định, trong cái trường hợp xấu nhất xảy ra nếu vỡ đập của hồ Dầu Tiếng thì các khu vực hạ lưu như là thành phố Hồ Chí Minh sau một ngày sẽ bị ngập sâu khoảng 2,3 mét. Tuy nhiên thì cái sự cố này nó rất khó xảy ra, bởi vì địa hình ở đây chủ yếu là địa hình bằng và cái lượng nước nó dàn trải dài, cho nên cái áp lực lên đập nó cũng không, nó rất khó để quá tải so với cái sức chịu đựng của đập. Và bây giờ tôi sẽ hạ độ cao xuống một chút xíu để quý vị nhìn thấy rõ cái bờ đập chính của cái hồ Dầu Tiếng. Và cái bờ đập này trước đây là ngăn cái dòng sông Sài Gòn để tạo ra cái hồ Dầu Tiếng. Đây là cái bờ đập này quý vị. Cái bờ đập này có chiều rộng khoảng 100 mét. Và bên này là một cái bờ kè rất là dài nằm bên cạnh cái bờ đập chính đó. Chúng ta sẽ tham quan một vòng nữa trên cái bờ kè của cái hồ Dầu Tiếng này nè. Hồ này rất là rộng đó. Đây là một cái hồ nhân tạo dành cho mục đích thủy lợi, có diện tích khoảng 270 km², dài với cái dung tích là khoảng 1,6 tỷ mét khối nước. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi khám phá cái dòng sông Sài Gòn. Chúng ta cũng đã biết là dòng sông Sài Gòn bắt đầu từ đâu, kết thúc tại đâu và đi qua những cái điểm nào. Và chúng ta cũng có một cái chuyến tham quan trên cái hồ Dầu Tiếng và một tí xíu về cái đỉnh Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh. Và đến đây video cũng rất là dài rồi, chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Quý vị và các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ ekip Việt Nam Go. Bấm nút thông báo để đón xem các video mới nhất. Hãy bấm nút like cũng như chia sẻ nếu quý vị thấy video hay và có giá trị. Đừng quên để lại bình luận góp ý giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện nội dung. Nếu quý vị và các bạn muốn chúng tôi thực hiện những chuyến bay thám hiểm ở bất kỳ vị trí nào trên thế giới thì đừng ngại để lại lời gợi ý hoặc đề xuất phía dưới một bình luận. Chúng tôi sẽ tham khảo và nghiên cứu để thực hiện những video hay và có ý nghĩa cho cộng đồng. Bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video kỳ tới. Xin cảm ơn rất nhiều. We'll be right back.